Chào các bác nhé. Tiếp tục có một cách bác khách hàng thân quen lại nên ủng hộ cho em một chiếc điều hòa và đang kết máy giặt này. Đấy, tiện đây em lại giới thiệu cho các bác con máy giặt của dòng VR 5600 các bác nhé. Đấy, con này thì đầy đủ sở hữu đầy đủ công nghệ, có Eco Nano khử khuẩn và có nano khử khuẩn này đầy đủ, giật bằng ngôn từ trực tiếp. Đấy. Và rất nhiều anh em thích luôn, con máy rất đẹp. Đấy. Vậy bác nào quan tâm về con 5600 này sẽ có điều hòa nhé. Bên trong này thì em vẫn còn khá về máy giặt. Đấy. Máy giặt thì vẫn còn, còn điều hòa thì đấy. Đấy. Bác nào có nhu cầu thì liên hệ. Đây bên này nhà em nữa đây. Đây ạ. Đấy. Đây điều hòa đây, đây chỉ là hàng bảy mẫu thôi. Con đẹp đúng không? Mày quay ô tô đi, đừng quay chuyển số. Rồi, về nhanh nhá. Rồi. Đấy, bác nào có nhu cầu về hàng hóa thì liên hệ với em nhé. Hoặc là các bác có thể đến địa chỉ nhà em. Giống như bác khách chiều hôm nay thì cũng đã giao lưu, nói chuyện đã chốt một con điều hòa rồi. Đấy. Thì bác nào có nhu cầu thì liên hệ hoặc là đến trực tiếp. Số nhà em là số nhà 94 Phan Đăng Lưu, thị trấn Yên Viên, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội. Đấy, nhà em cách mặt đường rất dễ dàng để có thể xe ô tô có thể đến được. Đấy, giống như bác khách ngày hôm nay thì đã đến tận nơi. Người ta bảo là rồi, tai nghe sẽ không bằng mắt thấy, mà mắt thấy thì không bằng tay sờ. Đấy, và bác nào kỹ tính thì có thể đến tận nơi xem và ủng hộ hàng cho em. Đấy, một lần nữa thì rất là cảm ơn anh Gai đã chốt con máy, mua hàng rất nhanh, chốt trong nốt nhạc các bác ạ. Đây địa chỉ nhà em cách cầu Đuống nó chỉ có hơn 200m thôi. Đấy, là cuối con phố kia là đến cầu Đuống rồi, ngã ba cầu Đuống, ngã năm cầu Đuống các bác. Rồi còn bên này thì là cái kho xưởng. Đấy, thì trở lại với chiếc máy giặt này thì bác nào có nhu cầu thì liên hệ nhé. Đấy, sở hữu cho mình những cái công nghệ con 5600. Rồi em xin dừng video tại đây, nên bác nào có nhu cầu thì liên hệ cái đấy. Vâng, xin chào các bác.